Xin chào các bạn, hôm nay là chủ nhật. Ba mua cho mình xe Jeep mới để mình đi công viên. Mình có video mới cho các bạn xem đây. Anh có biết không, mình thích ăn kem. Kem có thể chứa nhiều kilo calo như đường và kem. Ngoài ra, đường và kem có trong kem sẽ bị tăng cân, và điều đó không tốt cho sức khỏe của bạn. Ngoài ra, đường trong kem sẽ làm kích ứng dạ dày, gây đau bụng. Vì vậy mình không có ăn nhiều kem đâu. The lots of candy, please, whole fruit, chocolate and cookies, please. Give us sweet and sweet lots of flavors, please. À, mình có con chó này, các bạn có thích con chó không? Con chó nó tên Lucy. Nó 6 tháng nè. Mình thích nó lắm. Nó rất là hiền và nó sạch sẽ. Các bạn có biết núi lửa là gì? Vì sao có núi lửa? Núi lửa là do đá nóng chảy. Phun trào thành magma phun trào. Magma phun trào tạo thành dung nham. Mùa gì bé đón trăng rằm, đàn trăng tám chị hàng cùng vui. Đó là mùa thu. Và đề mình có cái hình nè. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Vui Lòng Bấm Like, Share, Subscribe.